Còn đây là một chiếc Tucson 2023. Đây xe mới nhưng mà nó đã bị xước rất chỉ nhiều ở phần capo các bác nhé, xước và sơn rồi đấy, và một số chỗ càng trước càng sau, và toàn bộ phần quay này đây các bác nhìn thấy này, phần nhựa sần nó bị bạc màu các bác nhé, còn một số chỗ nó bị xước. Đây quần xước đây, nói chung xước và sơn này thì không để dán PPM nữa mà chuyển sang dán đề can, nó sẽ che đi hết cái vết xước. Con này thì bạn đang muốn chuyển sang cái màu đen siêu bóng. Đây các bác quan sát thấy thì bên mình chuẩn bị tiến hành anh em vệ sinh xong mà wrap cái mã CG01HD đề can của Mỹ. Bên Kinhwap đang là nhà phân phối tại Việt Nam. Thì đề can đen siêu bóng so với bóng sơn bình thường nó khác gì nhau đấy các bác quan sát thấy. Bóng sơn bình thường nó sẽ rẻ hơn một chút, nhưng mà khi dán lên nó vẫn có hiện tượng vỏ cam, cam sơn thì nó sẽ không được bóng như cái thằng đen siêu bóng các bác nhé. Vâng, riêng cái phần trụ kính thì bạn có nhờ bên mình tiến hành dán thêm phim PPF của Mỹ luôn các bác nhé. Đấy. Thì đây các bác quan sát thấy là ở những phần trụ kính này nguyên bản 2023 nhưng cũng đã bị xước. Thì riêng những phần này thì bên mình sẽ tiến hành đánh bóng và dán phim PPF, mà không dán cái đề can này nữa, tại vì phim PPF nó có thêm ưu điểm phục hồi xước. Vâng, chiếc Hyundai Tucson thì đã được hoàn thiện, thì mình đã đánh trong ngày trời để các bác chiêm ngưỡng được cái độ bóng với độ thẩm mỹ trong quá trình wrap cái đề can đen siêu bóng của Mỹ này các bác nhé. Đấy, nếu có vào thích phong cách đơn giản và muốn cái ngoại thất xe nó chuyển sang cái màu hợp phong thủy, hoặc muốn chiếc xe nó mới lại, nó bóng lại, thẩm mỹ hơn, thì các bác cũng có thể tham khảo cái thằng màu đen, màu nam tính và quyền lực. Còn toàn bộ cái phần trụ kính các bác thấy sau khi dán phim PPF lại, đấy, làm luôn ở tại những nơi nó chuyên sâu rất chi tiện, trụ kính đã được lột xác lại như mới luôn. Mai kia rửa xe cũng không bị tình trạng sư răm sư xoáy như nguyên bản lúc ban đầu. Và đặc biệt toàn bộ phần quay sần ở hai bên, đấy, dán cái đề can đen sần này, riêng cái nhựa sần nó không ăn đề can, không ăn sơn, thì bên mình chỉ nhận dán cái đề can đen sần này các bác nhé. Vì nói thật, nếu làm cho bác xong để lấy tiền, nhưng đi 3-6 tháng nó cứ bị bong, bị nổ, thì nó không giải quyết được nhu cầu của các bác. Thì kể làm xong lấy tiền thì bên mình cũng không thực sự là không muốn. Đấy, còn rất nhiều bác xem xe của anh Việt Chốt thì thấy con Mazda nó làm cái quay này thành màu bóng, có hỏi bên mình rất chi nhiều. Nhưng mà mình nói lại một lần nữa là phần chuyển từ đen, riêng cái phần quay mà dán đen bóng hoặc sơn đen bóng thì bên mình không nhận, còn lại xử lý được hết các bác nhé. Rồi còn các bác thì các bác đánh giá cái con này sau khi lên màu đen so với màu đỏ lúc ban đầu, và đã được làm đẹp lại phần quay, phần trụ kính nó như nào, hãy để lại ý kiến bác phía bên dưới.